những gì em thể hiện thì các sếp ở đây đã đánh giá được cái khả năng của em tới đâu? Trên thực tế thì giảng viên đại học của chúng tôi thu nhập cao hơn rất nhiều. Vì thế nhà tôi cũng muốn nói đây là một thỏa thuận trước. Nếu mà em không đạt được cái đấy thì kể cả chúng ta có ký hợp đồng tôi cũng không thể nào chấp nhận. Chắc bạn cũng sẽ phải có một hành trình khá chông gai. Thì đầu tiên về là phải tiếp nhận được cái văn hóa doanh nghiệp. Hai nữa là phải hiểu biết về cái lĩnh vực mới. Cho tôi hỏi cái là em có kế hoạch học lên tiến sĩ không? Dạ, em rất muốn được có cơ hội để học lên tiến sĩ ạ. Chúng tôi thì đang yêu cầu là phải có bằng tiến sĩ. Em học MBA như vậy thì nếu mà em học có bằng tiến sĩ nữa thì cực kỳ thuận lợi. Tôi thì mong muốn là bạn trở thành một trong các giảng viên đại học của chúng tôi. Hiện nay thì chúng tôi có 5 trường đại học ở Hà Nội, ở Hồ Chí Minh, ở Đà Nẵng, ở Cần Thơ và Quy Nhơn. Và có 2 trường đại học có liên kết với nước ngoài là Swinburne của Australia và của Greenwich với nước Anh. Yeah. Với bằng cấp của bạn, với kiến thức, kinh nghiệm đào tạo 7 năm thì rất là phù hợp với chúng tôi. Yeah. Đào tạo liên quan đến quản trị kinh doanh, quản trị khách hàng. Tôi chỉ còn mỗi một cái mà tôi băn khoăn ấy, một hành trình rất vất vả để lấy được đầy đủ các yêu cầu để giảng dạy chính thức. Yeah. Đại học Việt Nam. Khi mà đã có cơ hội thì em nghĩ em sẽ cố gắng nắm bắt đó nhiều nhất có thể và em sẽ không ngại khó khăn. Vì thế nhà tôi cũng muốn nói đây là một thỏa thuận trước, là nếu mà em không đạt được cái đấy thì kể cả chúng ta có ký hợp đồng tôi cũng không thể nào chấp nhận đồng ý được. Tôi sẽ offer cho bạn cái vị trí trưởng phòng đào tạo kiêm hỗ trợ dự án xuất khẩu. Cũng chia sẻ thêm với bạn là chắc bạn cũng sẽ phải có một hành trình khá chông gai, khi đầu tiên về là phải tiếp nhận được cái văn hóa doanh nghiệp. Thứ hai nữa là phải hiểu biết về cái lĩnh vực mới, về FMCG và về xuất khẩu thương mại. Nhưng tôi tin với những cái tố chất của bạn là bạn sẽ hoàn toàn có thể thích ứng nhanh và thành công trong cái lĩnh vực này. Hai sếp đã đưa ra offer bằng lời rồi. Bây giờ thì xin mời hai sếp hiện thực hóa offer đấy bằng những thông số ở trên màn hình. Em có hồi hộp không? Dạ có. Có hồi hộp. Em hy vọng là các sếp sẽ lựa chọn em và mức lương của sếp các sếp đưa ra sẽ phù hợp với nhau. Mời quý vị cùng đến với mức lương kỳ vọng của bạn Duy Quang. Xin mời mức lương kỳ vọng của bạn. $38 triệu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các offer của các sếp. Sếp Hoàng Nam Tiến, 20 triệu đồng. 33 triệu 86 86 86. Vị trí mà sếp Hiếu offer bạn đó là trưởng phòng đào tạo kiêm hỗ trợ dự án xuất nhập khẩu. Vâng, như vậy là mức offer mà các sếp đưa ra đã không đạt được như là mức lương kỳ vọng của em. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn một quyền nữa, đó là quyền thương lượng. Em có sử dụng quyền thương lượng không? Dạ em... quyết định là không sử dụng quyền thương lượng. Không sử dụng quyền thương lượng. Dạ. Vâng, em nghĩ rằng là mình kể cả có thương lượng cũng không thể đưa lên mức của em muốn. Dạ, em nghĩ là đối với những gì em thể hiện thì các sếp ở đây đã đánh giá được cái khả năng của em tới đâu. Em nghĩ là cái khả năng và cái sự thể hiện của em ngày hôm nay chưa đủ để đạt được cái mức lương như em kỳ vọng. Nhưng mà em nghĩ là điều đó cũng là một cái động lực cho em để sẽ cố gắng hơn nữa. Và khi lần sau các em quay trở lại và gặp lại các sếp thì không cần phải sử dụng tới quyền thương lượng, thì các sếp cũng sẽ đưa ra một cái mức lương mà phù hợp với lại cái mức lương em đưa ra. Tôi muốn nhắc lại là này, trên thực tế thì giảng viên đại học của chúng tôi thu nhập cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên cái đấy nó còn liên quan trực tiếp đến là số giờ giảng dạy, liên quan đến cái bộ môn mình giảng dạy. Không những thế, các giảng viên của bên chúng tôi còn làm công tác là nghiên cứu, viết bài báo và họ cũng có thu nhập từ đấy. Thế nhưng để làm được việc đấy thì giữa chữ lương và chữ thu nhập bao giờ nó cũng có khoảng cách. Thế thì ở đây đúng là cũng không giải thích kịp cho em. Khi mà em đưa ra mức lương kỳ vọng của mình thì thực ra đấy là mức thu nhập kỳ vọng. Dạ vâng. Thôi được, không sao cả. Nhưng mà tôi vẫn giữ nguyên lời đề nghị mong muốn chúng ta sẽ có cơ hội. Em sẽ đến thăm trường chúng tôi tại khu công nghệ cao, một ngôi trường rất là đẹp. Em sẽ thấy hàng ngàn sinh viên đang theo học ở đấy. Biết đâu đấy, chúng ta lại có cơ hội làm việc được với nhau. Dạ, em xin cảm ơn sếp Tiến.